nhằm tạo môi trường tốt nhất giúp trẻ có điều kiện phát triển toàn diện, chuẩn bị các điều kiện cho trẻ bước vào năm học mới 2022-2023. Trường Mầm non Tam Văn đang huy động cán bộ, giáo viên và phụ huynh tập trung tổ chức lao động vệ sinh khuôn viên trường lớp, đưa trường ngày càng đẹp về diện mạo, vững về chất lượng. Thời gian này, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Tam Văn đã tập trung lao động, dọn vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập, cơ sở vật chất bên ngoài, bổ sung đồ dùng vận động ngoài trời, tăng cường các thiên nhiên, vườn hoa, cây cảnh, khu vui chơi để trẻ được thoải mái trải nghiệm và khám phá, đưa trường ngày càng đẹp về diện mạo, vững về chất lượng. Công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp được chú trọng đặc biệt, chỉ đạo xây dựng một môi trường học xanh, sạch đẹp, thân thiện và sáng tạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ đến trường vui chơi và học tập. Nhà trường đã tổng động viên giáo viên, nhân viên toàn trường dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên trường và các nhóm lớp, lao động dọn dẹp quét sơn toàn bộ tường rào bao quanh cổng trường, đánh rêu phong tại sân trường, đánh rửa các đồ dùng, đồ chơi, ghế đá ngoài sân trường, trang trí toàn bộ các phòng nhóm lớp đảm bảo thoáng đãng, sạch đẹp để đón trẻ. Năm học 2022-2023, trường Mầm non Tam Văn dự kiến sẽ đón 202 trẻ ra lớp học tại điểm trường chính và 2 điểm trường thôn bản, trong đó mẫu giáo 138 cháu và 64 cháu ở lớp nhà trẻ. Để làm tốt công tác vận động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhà trường đã hoàn thành xong công tác điều tra phổ cập đến từng thôn bản, tiến hành bàn giao trẻ 5 tuổi vào lớp 1, đồng thời tiếp tục triển khai chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Mỗi lớp học được các giáo viên trang trí sinh động, khoa học với từng khu vui chơi, góc học tập theo sở thích của trẻ, tạo cho trẻ hứng thú hơn trong mọi hoạt động và giúp trẻ phát huy tính năng động, hoạt bát, sáng tạo trên tinh thần học mà chơi, chơi mà học. Bên cạnh đó, các trang bị, thiết bị cơ bản, vườn cổ tích, khu chăm sóc được sắp xếp trang trí hợp lý, thẩm mỹ, thân thiện, đảm bảo yêu cầu, sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới. Cùng với đó, trong thời gian hè, nhà trường đã tham mưu với xã cùng với nhân dân bản U, bản Cú Tá và phụ huynh bê tông hóa tuyến đường hơn 100m từ tỉnh lộ xuống điểm trường khu U. Đối với năm học 2022-2023 thì từ đầu tháng 8 là bắt đầu từ mùa tháng 8, nhà trường đã tập trung cán bộ, giáo viên, nhân viên lại và chuẩn bị cho công tác về năm học mới. Đối với lại các nhóm lớp thì nhà trường cũng phân công nhiệm vụ đến từng giáo viên phụ trách các nhóm lớp về vệ sinh các đồ dùng bán trú, trang trí lại các cái góc cái lớp và trang trí các cái góc theo cái chủ đề, theo cái hướng mở, theo tinh thần là giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm. Và đối với các khu khác thì chúng tôi cũng sơn sửa lại cái môi trường trong lớp và cái hàng rào. Bên cạnh những thuận lợi, bước vào năm học 2022-2023, trường Mầm non Tam Văn cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định. Thì đối với nhà trường thì là một trong những trường là chưa chuẩn của huyện, thì cơ sở vật chất, điều kiện cơ sở vật chất cũng rất là nhiều khó khăn và cũng có nhiều hạng mục lớp là đã xuống cấp. Tuy nhiên nhà trường cũng đã có kế hoạch là khắc phục và bằng cách là kêu gọi phụ huynh là hỗ trợ ngày công, và nhà trường là bằng cái sự tiết kiệm cái nhân lực của mình để tu sửa những cái hạng mục cần thiết, và cũng đã tham mưu với xã để cùng với nhà trường để tạo một cái môi trường tốt nhất cho trẻ trong năm học 2022-2023. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập cùng với đổi mới căn bản phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ sẽ là tiền đề vững chắc để cô và trò trường Mầm non Tam Văn tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2022-2023.